Ngoại trưởng Anh Quốc viếng thăm phi luật tân tin từ Manila. Ngoại trưởng Anh Quốc ông William Hague đã gặp đối tác Albert Del Rosario và Tổng thống Benigno Aquino tại dinh Tổng thống phi luật tân để thảo luận gia tăng liên hệ kinh tế, cứu giúp nạn nhân bão lụt miền Trung phi luật tân. Ngoại trưởng Del Rosario nói rằng việc Anh Quốc tham gia tái thiết sẽ nhanh chóng phục hồi cuộc sống của hàng ngàn người dân phi luật tân. Anh Quốc đã đóng góp 11 tỷ pesos, tương đương với 244 triệu Mỹ Kim để cứu trợ nạn nhân bão Hải Yến. Mậu dịch song phương giữa Anh Quốc và phi luật tân trong năm 2012 khoảng 928 triệu Mỹ Kim, nhưng Anh Quốc là nước đầu tư trực tiếp đứng hàng thứ tư phi luật tân vào năm 2013. Trong lúc viếng thăm, Ngoại trưởng Hague cho báo chí biết về chương trình nhận người tị nạn Suya của chính phủ Anh Quốc. Chương trình sẽ giúp cho những người tị nạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất, ưu tiên giúp cho những người còn sống sau khi bị tra tấn, phụ nữ và trẻ em cần chăm sóc y tế. Anh Quốc là nước đóng góp nhân đạo cho Suya đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Cho tới ngày hôm nay đã đóng góp 600 triệu euros. Trong năm ngoái, Anh Quốc đã nhận 1.500 người Suya trực tiếp tới Anh Quốc xin tị nạn, nhưng chống lại việc nhận người tị nạn từ các nước trong vùng. Trong lúc ăn trưa với giới chức phi luật tân, Ngoại trưởng Hague nói rằng sự phát triển kinh tế của Trung Cộng cũng giúp cho sự phát triển toàn cầu. Các nước Đông Nam Á cũng đóng góp rất lớn cho an ninh toàn cầu, cho nên ông ta mong muốn vấn đề tranh chấp biển Hải Nam Hải sẽ nhanh chóng được giải quyết theo đúng pháp luật quốc tế. Ngoại trưởng Hague là Ngoại trưởng Anh Quốc đầu tiên viếng thăm phi luật tân kể từ năm 1997.